Đi siêu thị về được mớ ổi xoài cát mà còn sống nên là ăn chua chấm muối ớt, tả em bé, sữa, gạo, khăn ướt, sữa mua để sẵn chứ không biết bao bao giờ mới đi lại được một lần. Bún mì mì đắp khoai lang, khoai lang này, khoai mỡ, rồi với lại đầy nhóc cái tủ lạnh dưới này nữa. Cái quá đơn rồi. Chuối, ổi, xoài, cam, khổ qua, đậu bắp, trái đu đủ. Này gì vậy? Đậu que, cà chua, bông cải, chuối, bắp cải, này, cải xà lách, cải thìa, mướp, mướp bí đao, cà tím, bầu, su su, hành tây, mua vài củ gừng nữa, mua gừng để không mà tới lúc cần gừng. Gừng bia một hộp cherry, mua 20 trứng, 24 trứng này, hành tím, rồi dưới là rau, cá, thịt cá, sườn, sườn cá, tầm lâm, cá, thịt, ai cái thịt heo này nè chia bịch ra, chứ mỗi mỗi lần ăn cái là rã ra một lần, cái là đông lại là nó thành cái thứ khác luôn á, tôm nữa nè, tôm thì hồi nó bẻ ra được. Cá, cá hú rồi, hai bạch hai con rồi. Cái nào cứ chia chia ra. Cái ăn nhiều là làm bấy nhiêu chứ không là rã ra rã đông mà hư thành chất độc. Có kem được không? Rồi, xong. Coi thử giá cả của nó thử sao. Dĩa này sữa 210, giấy tre rút 68, bông cải, cam 52 ngàn, chuối la ba 17 ngàn, ổi Đài Loan 13, bình thanh long 18, cà chua 19, cherry đỏ 204, su su, ăn ướt trẻ em, cô ve Đà Lạt, bầu sau việt gấp, hành tây, cà tím, bắp cải trắng, cải xanh hồ lô, xà lách xanh, gừng 66.000 ký, tả 184, bánh 4854, thịt heo 127, thịt heo đùi của nó 127 cũng được, cá cam
70.000. Cá bóng đất, cá bóng gì, 108. Tôm thẻ 108. Mì, cá ba sa, cá khóc 51. Hai khúc. Trứng gà sạch. Vậy sao trứng là 16-17 ngàn giấy. Hầm tím. Kem hộp. Đi một lần chóng mặt luôn. Sớ tạo quần.